Rồi đây là một chiếc 93G nha anh em. Khách cũng đang coi đây. 93G này còn đẹp lắm nha. Để mai sáng em quay kỹ hơn cho anh em xem. Giờ hơi tối quá, quay không có thấy gì chưa. Mình sẽ 93G. Và đây nha anh em. Đây còn 93 khách đang thử đây. Chào anh em buổi sáng nha. Thì khách chốt con này rồi cho nên bây giờ em chạy ra xem làm lặt vặt tí xíu. Đây là máy DC93G có cái bồn chứa. Có bồn chứa lúa 1,4 tấn luôn ha anh em. Đang chà ra là chắc sơn lại này. Sơn bông cuốn. Máy 93 đây, đẹp lắm. Đang chuẩn bị kiểm tra lặt vặt với nhát nhau này nọ cho con máy này nó là xong đó. Đây đang thay dây Google con cuốn đồ đã sơn hết rồi, hiện chân thì giữ nguyên không có đụng hết, đây nó còn mới tinh rồi. Rồi chào anh em nha, bây giờ đang test thử cái nữa là xong luôn ha, mới vừa sơn hàm xong. Đây để quay cho anh em xem nha. Rồi giờ bắt đầu lên chiếc DC93G luôn nha anh em. Thì đi chung một chiếc với chiếc 5018 đó luôn. Méo cái gì kìa. Ngoại ơi con làm được rồi. Rồi an toàn. Em chùm lại cho nó đỡ chạy nha nè. Chứ máy này còn đẹp quá mà, chứ để chạy uổng lắm. Chừng ở đây. Số không đụng luôn. Ôi ê con ghé. Rồi 93G đây ha nè, máy có giấy tờ hải quan đầy đủ. Rồi giờ phần quan trọng nha anh em, chạy máy vô đây chậm quá, em tua nhanh ha. Rồi, an toàn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Xong. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở
167 quốc lộ 53 Bùi Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á, thì đang có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m thôi. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.